Sự thực tiêm kích F4E Iran truy kích FA-18 Mỹ Một đoạn video xuất hiện trên mạng Internet mới đây đã thu hút được sự quan tâm lớn khi ghi lại cảnh đánh chặn của máy bay chiến đấu F4E Phantom II thuộc không quân Iran đối với tiêm kích hạm FA-18E Super Hornet của Hải quân Mỹ. Thông tin trên được nhà quan sát Military Observer chia sẻ trên cộng đồng người dùng Telegram – Thời gian và địa điểm diễn ra sự kiện trên vẫn chưa được biết. Nhưng thực tế là các máy bay chiến đấu của không quân Iran không hoạt động cách xa biên giới, rõ ràng là về phía khu vực Vịnh Ba Tư. Báo cáo cho biết, trong một cuộc tập trận, phi công lái chiếc F-4E Phantom II cũ đã cố gắng duy trì áp lực lên một chiếc FA-18E Super Hornet hiện đại hơn, bất chấp sự chênh lệch về tính năng là khá lớn. Thời gian và địa điểm chưa được xác định. Nếu thông tin trên là chính xác và chúng ta đang nói cụ thể về máy bay chiến đấu F4E Phantom II của không quân Iran thì theo các chuyên gia, phi công Iran thực sự có thể chiến thắng trong trận chiến trên không đầy tranh lệch này. Tuy nhiên có ý kiến lại cho rằng trong thực tế, chúng ta có thể đang nói về máy bay chiến đấu của một quốc gia thành viên NATO chứ không phải Iran và trận không chiến nói trên chỉ là một cuộc thử nghiệm chống lại kẻ thù có điều kiện Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chú ý đến chi tiết chiếc máy bay chiến đấu được chú thích là của Iran được thể hiện trên các khung hình video. Họ chú ý đến mũ bảo hiểm của phi công, đây là loại tương tự như mũ bay mà phi công hải quân Hoa Kỳ thường sử dụng và trong trang bị của đơn vị này cũng có một số tiêm kích F4E Phantom II